Em hãy nêu đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh. Mời các em trả lời. Đặc điểm tình bạn trong sáng lành mạnh đó là gì? Là phù hợp với nhau về quan điểm sống, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, chân thành, tin cậy lẫn nhau, có trách nhiệm đối với nhau, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau. Đó chính là nội dung bài học chúng ta đã học. Các em sang tiết 12, bài 18, bài tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Nội dung này bao gồm: thứ nhất là phần 1, khái niệm tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Phần 2 là biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Và phần 3 là ý nghĩa của tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Đó chính là yêu cầu cần đạt trong nội dung bài học ngày hôm nay. Rồi hết, các em sang phần... phần này các em sẽ tự đọc sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi: vì sao Bác Hồ được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới? Các em trả lời. Cụ thể như thế nào? Bác Hồ suốt 30 năm bôn ba học hỏi kinh nghiệm, đấu tranh tìm đường cứu nước. Bác là hiện tượng kiệt xuất về quyết tâm của toàn dân tộc. Bác đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hòa bình tiến bộ thế giới. Đó chính là thông tin 1. Thông tin 2: dân tộc Việt Nam đã có những đóng góp đáng tự hào nào vào nền văn hóa của thế giới? Việt Nam đã có những đóng góp đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới. Đó là những di sản văn hóa, các danh nhân văn hóa, các vị tướng tài. Cụ thể chúng ta sẽ đi vào phần sau. Cụ thể như thế nào? Về kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm, truyền thống, đạo đức, phong tục tập quán, giá trị văn hóa, nghệ thuật. Thứ hai, đó là kinh nghiệm vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, ổn định. Đặc biệt Việt Nam đóng góp vào kho tàng văn hóa thế giới, những di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Và những di sản văn hóa Việt Nam đó là gì? Gồm 7 di sản của mỗi người thường em, mời các em đọc. Thứ nhất là các em có giới thiệu các em đó là Vịnh Hạ Long. Thứ hai là Đồng Phong Nha, Kẻ Bàng. Thứ ba là Cổ Đô Huế, Nhã Nhạc Cung Đình Huế, Phố Cổ Hội An, Thánh Điện Mỹ Sơn, Cổng Chiêng Tây Nguyên. Và còn rất nhiều những di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bây giờ mời các em quan sát hình ảnh Hạ Long, một thắng cảnh nổi tiếng của đất nước Việt Nam chúng ta ở miền Bắc. Bức tranh thứ hai là về ở Quảng Bình. Bức tranh thứ ba là Đại Nội Huế. Đây là bức tranh về Điền Thái Hòa. Và bức tranh thứ tư là một cái văn hóa rất là đặc sắc, có giá trị bác học, nền văn hóa Việt Nam. Đó là Nhã Nhạc Cung Đình Huế. Rồi là bức tranh tiếp theo là Phố Cổ Hội An. Phố Cổ Hội An rất là đẹp. Thánh Điện Mỹ Sơn. Đây là Thánh Điện Mỹ Sơn, rất là cổ kính. Rồi nét đẹp của miền núi Cổng Chiêng Tây Nguyên, có nhà rông, ngoài đây còn có nhà rông. Rồi Hát Xoan Phú Thọ là một loại hình dân ca lễ nghi phong tục hát thờ thần thành hoàng với những hình thức nghệ thuật đa yếu tố, có nhạc, hát, múa, thường là được biểu diễn vào dịp đầu xuân, phổ biến ở các vùng đất tổ Hùng Vương, Phú Thọ,
ngày 24 tháng 11 năm 2011, tại hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban Liên Chính phủ về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tổ chức tại Bali, Indonesia, hồ sơ hạt xoan Phú Thọ Việt Nam đã được công nhận là di sản văn hóa vật phi vật thể của nhân loại. Đây là một niềm tự hào của đất nước Việt Nam chúng ta. Rồi đây là kiệt tác Tổ Hùng Vương. Kiệt tác di sản truyền khẩu phi vật thể của nhân loại, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Chúng ta có câu ca dao là dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đó là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Rồi. Dân Việt Nam nói chung và xứ Huế nói riêng. Ngoài ra còn có những ẩm thực Huế hay là ẩm thực ba vùng ba miền Bắc Trung Nam. Một vài món ăn đơn giản nhưng rất là đặc sắc như là nem cuốn, bún bò Huế, vân vân. Ngoài ra ở Huế ta có rất nhiều những đặc sản về ẩm thực ở bên văn hóa Huế như bánh bèo, bánh lọc, bún cơm hến, vân vân, rất nhiều những món ăn ẩm thực được du khách thế giới trong và ngoài nước đi chuộng. Và đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bác Hồ chúng ta được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Rồi hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng thiên tài của nhân loại thế kỷ 20. Một nhà sử học người Mỹ nói rằng tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất. Đại tướng Võ Nguyên Giáp ta được biết đến với trận đánh trên không, đó là trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954. Một nhà quân sự đại tài. Như vậy đây chúng ta đã tìm hiểu một số thành tựu được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số thành tựu nổi bật ở trên thế giới. Ví dụ Nga, vân vân. Đây có thể là cô đưa hình ảnh minh họa của Trung Quốc về một cái sự phát triển trỗi dậy của nền văn hóa Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc. Và theo lý do vì sao mà nền kinh tế Trung Quốc lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ như vậy? Nhờ đâu? Là nhờ họ biết học hỏi. Trung Quốc mở rộng phát triển mạnh mẽ với các nước, học tập kinh nghiệm các nước khác, cử người du học ở nước ngoài, phát triển các ngành công nghiệp mới. Do vậy, kinh tế Trung Quốc đã phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Cũng trên thế giới đó là Nhật Bản. Đây là hình ảnh trà đào Nhật Bản. Trà đào có ý nghĩa gì? Đây là nghệ thuật thưởng thức trà. Trà đào không đơn thuần là con đường, là phép tắc của món trà, mà là một phương tiện hữu hiệu nhằm làm trong sạch tâm hồn bằng cách hòa mình với thiên nhiên để tu sửa tâm tính và đạt tới giác ngộ. Nói đến trà đào Nhật Bản rất là nổi tiếng. Ngoài ra văn hóa Nhật thì văn hóa Nhật hay văn hóa nước Nga, đó là văn hóa xếp hàng của con người Nhật cũng như con người của nước Nga. Trong đợt trận Ma Đồng Đất thì Nhật đã thể hiện cái văn hóa xếp hàng này rất là nổi bật, đó là dù đói dù thiên tai nhưng mà họ vẫn xếp hàng để chờ những cái thực phẩm để từng người tiêu dùng chứ không có chen lẫn số đẩy. Một cái nét đẹp văn hóa của người Nhật chúng ta cần học hỏi. Rồi kinh tế Nhật, thành tựu về khoa học của Nhật chúng ta cũng đáng rất là nể. Ứng dụng kỹ thuật khoa học vào sản xuất của hay là cảm thấy là được Nga cũng vậy, là một cái nét đẹp văn hóa thì UNESCO công nhận thì cái này thì rất là đẹp của nền văn hóa Nga. Bây giờ các em là sẽ tìm hiểu với cô về nội dung bài học thế nào là tôn trọng học hỏi các dân tộc khác. Các em xem phần 1 là phần khái niệm. Mời các em đọc bài và ghi bài vào vở.
Khái niệm về tôn trọng hoặc các dân tộc khác đó là gì? Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc, tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc khác, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình. Mời các em ghi bài vào vở. Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc, luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc khác, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình. Đó chính là khái niệm của tôn trọng hoặc các dân tộc khác. Các em sang phần biểu hiện của cái việc tôn trọng hoặc các dân tộc khác. Hãy kể những việc làm thể hiện sự tôn trọng học hỏi các dân tộc khác bằng cái biểu hiện như thế nào? Thứ nhất là tìm hiểu lịch sử, văn hóa và nền kinh tế các dân tộc khác. Thứ hai là tôn trọng ngôn ngữ, trang phục, tập quán của họ. Thứ ba là thừa nhận học hỏi những tinh hoa văn hóa, những thành tựu về các mặt của họ. Đó là ba ý biểu hiện mà chúng ta cần phải nắm bắt được. Mời các em ghi bài vào vở. Chúng ta luôn tìm hiểu lịch sử, văn hóa, kinh tế của các dân tộc khác, tôn trọng về ngôn ngữ, trang phục, tập quán của họ, thừa nhận và học hỏi những tinh hoa văn hóa, những thành tựu các cái mặt tốt của họ. Vậy thì vấn đề ở đây là làm sao chúng ta cần phải học hỏi? Các em ghi bài vào vở. Vì sao chúng ta cần phải học hỏi? Các em sang tiếp theo phần phần 3. Phần 3. Về phần này chúng ta thấy là như thế nào? Chúng ta cần phải tôn trọng, học hỏi, tiếp thu thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới không? Vì sao? Chúng ta cần phải tôn trọng, học hỏi, tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới. Bởi vì mỗi một dân tộc có giá trị văn hóa riêng mà chúng ta không có. Khi chúng ta tôn trọng học hỏi họ, điều đó có nghĩa là đồng nghĩa với việc họ cũng phải tôn trọng lại mình. Những cái giá trị văn hóa của các dân tộc khác góp phần giúp chúng ta phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật. Đất nước Việt Nam chúng ta còn nghèo, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, đất rất cần nhiều học hỏi những giá trị văn hóa các dân tộc khác để làm giàu, phong phú thêm cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó chính là lý do vì sao chúng ta cần phải học hỏi. Và đây cũng chính là cái phần mà chúng ta thấy là ý nghĩa của cái giá trị học hỏi đó. Các em ý nghĩa của tôn trọng học hỏi các dân tộc khác. Như vậy sang phần này chúng ta hãy rút ra được ý nghĩa. Mời các em đọc và ghi bài vào vở. Nhất là giúp chúng ta có nhiều kinh nghiệm tốt, tìm ra hướng đi phù hợp trong việc xây dựng phát triển đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất nước Việt Nam chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Em thấy là trong giai đoạn hiện nay thì thời đại 4.0, nếu chúng ta đóng cửa, chúng ta không hội nhập, không tìm hiểu những cái nền văn hóa dân tộc khác thì chúng ta khó có thể phát triển được nền văn hóa cũng như kinh tế của đất nước Việt Nam chúng ta, nhất là trong đại dịch Covid hiện nay. Tình hình rất là khó khăn, chúng ta phải tìm hiểu, học hỏi những cái kinh nghiệm không những về kinh tế, văn hóa, chính trị, về y tế, về giáo dục để chúng ta có thể có những cái hướng đi đúng đắn trong việc là vừa phòng chống dịch Covid, vừa phát triển về kinh tế cũng như là học hỏi nền văn hóa của các nước trên thế giới để làm giàu thêm cái phong phú thêm cái nền văn hóa của đất nước Việt Nam chúng ta. Như vậy giúp chúng ta có nhiều kinh nghiệm tốt, tìm ra hướng đi phù hợp trong việc xây dựng và phát triển đất nước, giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất nước. Vậy thì với bản thân em là một học sinh trong thời đại ngày nay, chúng ta phải có trách nhiệm rèn luyện như thế nào? Em sang phần rèn luyện để
thực hiện. Vậy thì chúng ta cần rèn luyện như thế nào đấy? Thứ nhất, tích cực tham gia tìm hiểu nền đời sống, nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới, tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, truyền thống dân tộc. Mời các em ghi bài vào vở. Tích cực tham gia tìm hiểu đời sống, nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải tiếp thu có sự chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, truyền thống dân tộc Việt Nam. Và chúng ta nên loại bỏ những cái gì nó không phù hợp. Vậy thì chúng ta cần nên học hỏi cái gì và không nên học hỏi cái gì? Các em nên học có sự chọn lọc. Không nên và chúng ta phê phán. Chúng ta không nên bắt chước một số những cái điều không tốt hay bắt chước cách máy móc hoặc chạy theo phong trào, theo mốt một cách là mù quáng, du nhập những thói hư, tật xấu, phong tục tập quán không phù hợp với dân tộc Việt Nam chúng ta. Phê phán lối sống lấy căng, thực dụng, đua đòi ăn chơi, hưởng lạc của một số thanh thiếu niên hiện nay. Đây là hình ảnh minh họa. Các em có thể tìm cho cô những hình ảnh minh họa khác. Vậy thì chúng ta đã tìm hiểu 4 phần của nội dung bài học. Bây giờ các em sẽ sang phần bài tập. Em đồng ý hoặc không đồng ý với những việc làm nào sau đây? A. Bắt chước kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh. B. Tìm hiểu phong tục tập quán các nước trên thế giới. C. Chỉ xem phim truyền của nước ngoài, không xem phim Việt Nam. D. Học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng Việt Nam. Mời các em chọn đáp án đúng. Đáp án cô đưa ra đó là câu đồng ý là gì? B. Rồi đồng ý là D. Còn không nên không đồng ý là câu A và câu C. Mời các em sang bài tập thứ 2. Bài tập tiếp theo đó là gì? Là chỉ dùng hàng ngoại, chê hàng Việt Nam, không xem nghệ thuật dân tộc của Việt Nam, không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác, dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài. Em đồng ý với câu nào? Ví dụ câu câu A đúng hay sai? Các em chọn cho cô đáp án đúng. Trong này cảm thấy có câu nào đúng không? Mời các em tích vào vở những câu đúng và những câu không đúng. Như vậy đáp án cô đưa ra là gì? Câu A không đồng ý, câu F không đồng ý, câu G không đồng ý và câu H cũng không đồng ý. Như vậy cả bốn câu này đều không đúng. Các em tích vào vở. Như vậy này, chúng ta đã hoàn thành bài tập số 5. Cô chia làm hai phần. Mà các em sẽ làm vào vở là cho cô. Vậy thì trong thời gian chúng ta đã tìm hiểu được nội dung bài học gồm 4 phần. Thứ nhất là khái niệm, thứ hai là biểu hiện, thứ ba là ý nghĩa và thứ tư là cách rèn luyện. Mà các em sẽ học bài nội dung bài học. Bài và làm bài tập còn lại, tìm hiểu thêm những thành tựu về kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của một số nước. Xem bài mới, bài góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư để chúng ta chuẩn bị cho tiết sau. Như vậy thì học này chúng ta dừng lại đây. Chào.